Xin được mến chào toàn thể quý vị thính giả đang theo dõi trên kênh đọc truyện của Tuấn Anh. thưa quý vị, hôm nay Tuấn Anh xin tiếp tục gửi đến quý vị tập 527 của bộ truyện tin hiệp dài kỳ Già Thiên của tác giả Ngô Việt Quân. Và kính mong tất cả quý vị trước khi nghe truyện, hãy bớt chút thời gian của mình bấm like video, đăng ký kênh YouTube để ghi danh và không bỏ lỡ những video mới nhất trên kênh. Và ngay sau đây thì Tuấn Anh xin kính mời tất cả quý vị cùng tiếp tục nghe truyện. Lúc bây giờ chỉ nghe đánh ẩm một tiếng, Toàn thân của Diệp Phạm bốc lên ánh lửa vạn trượng, thiếu đốt sạch sẽ tất cả bộ lông, hiện ra lại chân thần của hắn. Thiên đế dù đã giả, vẫn chưa trước khí phách cái thế. Như vậy, có thể nói vô địch thế gian, không người nào có thể thi dễ được. Không hổ là thiên đế, huyết khí khổ kiệt, còn có thể có chiến được như vậy. Đúng thật là khiến người ta bội phục. Tuy nhiên, người vẫn phải chết thôi. Một người hạ xuống toàn thân đều là lông đá rậm rạp tiếp theo lại một người hạ xuống, rực rỡ, đóa mắt vô cùng thánh khiết, như thần nguyên hóa thành. Quái vật, là hai người à? Diệp phàm ngưng thần mà nhìn. Ta là nguyên quỷ, ta là nguyên thần. Hai người tự báo danh hiệu, lập tức gợi lên hồi ức xa xưa của Diệp phàm kia. Năm đó năm tháng ở thần thành Bắc Vực, khi hắn đang đổ thạch tìm nguyên, đã nghe được rất nhiều truyền thuyết đều là về nguyên quỷ và nguyên thần, chúng đó ăn tiền trần trong đá. Quái vật, chính là các ngươi sao? Ngay cả hai hoàng cũng không thấm vào đâu à? Diệp Phạm cất tiếng nói, mặc dù già rồi, nhưng vẫn như trước khí phách có một không hai. Một cước đạp tới phía trước, phải bình định địch nhân. Sai lầm rồi, quay vật người chờ đợi là ta, bọn chúng chỉ là đồng loại của ta thôi. Lại một thanh âm truyền đến, một kiện thồng thiền mình bảo lượn lờ tiên quang sẽ rách vũ trụ xuất hiện ra từ trong minh khí kia đi ra một người toàn thân đều lượn lờ hỗn độn quang, khí tức thật là cái thế. Sao có thể lại thiếu chúng ta được? Lời nói vừa dứt, bốn người huyết khí chấn nhiếp muôn đời, cùng nhau tới đây. Ở xa xa ẩn hiện một cái cổ quáng giống như hắc động. Bọn họ đến từ cổ quáng Thái Sơ, là vùng cấm Diệp Phàm vẫn luôn muốn bình định. Hòng một tiếng, hiện lên sát trận đồ của linh bảo thiên tôn, bao phủ vòng trời cao, không ngờ sát trận đồ bị bốn người này nắm trong tay, vây Diệp Phạm ở phía dưới. Vài món cổ hoàng khí thay thế bốn thành sát kiếm, hợp thành sát trận đệ nhất sửa này. Thật sự là trận thế thật lớn. Bài đại trí tôn ở thời điểm ta tới lúc tuổi già đều hiện ra. Diệp Phạm lạnh lùng nhìn bọn họ. Ta chỉ muốn một lũ tình huyết trong tim của hắn, còn có dấu ấn của thiền đế còn sống. Các máu thịt xương cốt khác, các thiền đế đều về các người đấy. Người đi ra từ trong thông thiên minh bảo, thân thể vận quanh hỗn độn quang kia cất tiếng nói. Tiền hóa thành tiền khí trần chính sao? Diệp Phong nhìn chăm chăm vào kiện minh khí kia, không kiểm nổi thở dài. Tuy nhiên đã vào lúc tuổi già, bị hãm vào trong tuyệt trận, hắn vẫn như trước thần uy áp vũ trụ, thành ngầm chuyển đi khắp chín tầng trời, mười tầng đất. Diệp Phàm nhìn chăm chăm vào kiện minh khí kia, không kiểm nổi mà thở dài. Tuy nhiên đã là lúc tuổi già, bị hãm vào trong tuyệt trận, hắn vẫn như trước thần uy áp vũ trụ, thế nhưng thanh âm truyền đi khắp chín tầng trời, mười tầng đất. Ta là thiên đế, phải trấn sát hết thảy kẻ địch của thế gian. Thiên đế quả nhiên là khí phách đấy, có phải cảm thấy chín tầng trời, mười tầng đất chỉ có người độc tôn hay không? Cảm thấy chúng ta nên lập tức hướng tới người, dập đầu thần vô không." Nguyên Thần cười lạnh rồi nói. Nhiều năm đã trôi qua như vậy, Diệp Phàm sớm đã còng lưng giả đảo rồi, đầu tóc bạc phủ vai trên mặt khắc đầy dấu vết của năm tháng, khi huyết suy yếu, địch sang không bằng như trước kia. Dưới tình huống như vậy, mấy người tự nhiên không phục, nhìn thấy Diệp Phàm vẫn là tư thái cường thế bực này, đều cười lạnh không thôi. Hơn năm vạn năm, đây là một đoạn năm tháng dài dòng, không biết thiên đế còn có thể thúc động cái đỉnh của mình hay không. Nguyên quỷ lại càng trực tiếp hơn, vẻ mặt tàn nhẫn, lạnh lùng vô tình. Diệp phàm hờ hững nhìn hắn, không nói gì thêm chiến giả vô địch, không cần khiển trách. Hắn tung hoành trên đời năm vạn năm, hùng bá cả nhân gian, ai có thể tranh phong cùng chứ? Tới ngày nay, với tình trạng này, hắn chỉ cần đánh giết là được. Loại ánh mắt này khiến đại đế và cổ hoàng đều kinh hãi. Nguyên quỷ về ánh mắt của hắn nhìn lướt qua, lại có hàn khí bốc lên từ trong lòng, kinh sợ một trận. Người còn lấy cái gì đâu với chúng ta? Có sẵn hình thái hổ mà mất oai không? <laughs> Hôm nay, qua đi trên đời sẽ không còn thiên đế nữa, chỉ có một đống mảnh xương dính máu thôi. Một người đến từ cổ quán thái sơ cất tiếng nói bằng lãnh. Hắn toàn thân kim quang sông thẳng lên trời cao, chiếu rọi ức vạn dặm, rực rỡ như hoàng kim luyện chế mà thành, uy nghiêm mà cường đại, hoàng kim huyết khí lưu động ủ ủ vàng động. Diệp Phạm nhìn chăm chăm vào hắn rồi nói, ta nghe nói hoàng kim cổ hoàng trước khi tọa hóa đã khải sáng ra bí thuật cấm kỵ hoàng kim thần tàng này mang theo hiểu được về sinh, về tử. Ngày nay xem ra, đời đồn đại có sai lầm rồi, người vẫn còn hơi tàn trên thế gian sao? Đây dĩ nhiên là hoàng kim cổ hoàng. Mình khí hoàng kim giản của hắn đang treo ở trên cửa một trận của sát trận đệ nhất cổ kim, nở trộn tiên quang, sáng lạng, tươi đẹp đến khiếp người. Cạnh đó không xa, hoàng kim giản run rẩy sát khi chấn nhiếp thế gian. Một đạo thần quang lẫm liệt vọt lên, hàn đi xuyên thấu cổ kim tương lai, chỉ thẳng về hướng diệp phàm dùng hành động biểu lộ sát khí diệp phong nở nụ cười nhưng có hơi lạnh mà nói Hừ, ta giết con gái của người đấy hoàng kim tiên nữ sớm đã bị đánh gục hơn năm vạn năm ngày nay nhắc lại chuyện xưa diệp phong bình tĩnh lòng dạ không mảy may gợn sóng chỉ là nhìn chằm chằm vào hoàng thái cổ ở đối diện mà thôi hoàng kim cổ hoàng ánh mắt run lên rồi sau đó đã khôi phục bình tĩnh mà nói một đứa con gái mà thôi vạn vật hồng trần vũ trụ hồng hoang Tù sĩ lớp của ta một lần ngủ say chính là trăm vạn năm thiên địa này chẳng qua đều chỉ là một ván cờ nhỏ nhỏ nhân tình huyết mạch lại là tính cái gì chứ hy vọng người có thể có loại khí phách ấy diệp phàm rất là lạnh đạm nói ra lúc này mình khí thồng thiền phát sáng vũ trụ sợ run ánh sáng hừng hực cuồn cuộn như là nước ức ừ vạn ánh sáng màu tường hòa vọt lên nó là một cái bảo luân cả vật thể đèn nhánh trong suốt. Đây là pháp khí vô thượng của Minh Hoàng ngày xưa, nhưng ngày nay đã thông linh rồi, thoát ly khống chế, tự mình trở thành kẻ thống trị. Ở phía dưới của nó, sinh vật hình người kia toàn thân đều lượn lờ hỗn độn quang. Đây là tâm huyết mấy thế hệ của địa phủ. Bọn họ tinh nghiên pháp trưởng sinh, thu thập trần huyết của vạn linh, tạo ra một quái vật như vậy. Thực lực của bản thân nó đang nghịch thiên. Ngày nay lại dung hợp làm một với một kiện tiền khí càng thêm sâu không lường được, được. Thiền đế, ta thật không biết người còn thế nào để mà nghịch thiên dùng thủ đoạn đùa giỡn như quá khứ để lừa gạt giết chúng ta sao? Sinh vật hình người ngạo nghễ, khi thế cường thịnh, cười lạnh rồi nói. Ta biết người thiền tướng ngút trời có lẽ có thể sống ra đời thứ ba, nhưng điều đó chỉ là ở trong lúc tỏa hóa mới có thể vượt qua tiến hành niết bàn, mà hiện tại ngươi còn chưa tới một bước đó đâu. Bọn họ xuất hiện, thật đã có nghiên cứu xa, tính xác, đây là một tiền đế chân chính lúc tuổi già. Cũng không giả trá đâu. Hoàng Thái Cổ chuẩn bị đã nhiều năm, phải đánh cho Diệp Phàm dùng loại sát kiếp cuối cùng đối phó với họ. Báo thù là việc thứ yếu, loại dấu ấn tiền đế, lấy tình huyết của tiền đế còn sống mới là chân chính. Trên thực tế, hắn nói đúng là tình hình thực tế. Diệp Phàm huyết khí khô héo, ngày này đích xác đã là anh hùng tuổi xế chiều thế lực, tinh thần, tất cả đều không bằng như trước. Trong quá khứ, ta còn là một tiểu đù sĩ, một đường đi lên gian khổ, là vì sinh tồn mới thiết lập các loại bố cục để đối phó với cường địch. Diệp Phàm nói nho nhỏ, dường như có chút cảm khái. Rồi sau đó, ánh mắt của hắn đột nhiên sáng rực, nói tiếp: "Tới hiện tại, ta cần dùng thiết cục sao? Đối phó với các người không cần phải tính kế gì, đó là tà đạo, bởi vì ta là thiên đế." thanh âm của hắn phá vỡ thế gian vô cùng khí phách vũ trụ cùng theo đó nổ vang truyền đi khắp các vực vô số tu sĩ nghe được đều run rẩy khí huyết kiều vàng một câu ta là thiên đế vậy là đủ rồi đây là diệp phàm tự tin ngạo thế mà đứng bệ nghễ trên thiên hạ mặc dù sớm đã đầu bạc như tuyết nhưng lại giống như một thiên thần phong thái vô thượng nhìn xuống trời đất mênh mông một trận chiến này không có bất luận kẻ nào có thể ngăn cản từ đó bùng phát. Sát quang vạn đạo, bốn kiện bình khí bắn ra kiếm khí hỗn độn như thủy ngân cuồn cuộn trải rộng lại đây, sắc bén tuyệt thế, làm cho người ta sinh úy kỵ Diệm phẩm ở trong trận ra tay, tung ra một quyền, thiên điện nứt ra, linh bảo trận đồ kia đều lay động. Bốn kiện cổ hoàng khí chấn động, nổ vang đến kịch liệt. Vàng lên một tiếng nổ, các tộc vũ trụ đều tim đập nhanh. Bình khí thông tiền của địa phủ động rồi, phát ra khí thức vạn tia sáng mở, cuồn cuộn mãnh liệt phủ xuống dưới. Nó đi vào bên trong trận đồ, thêm vào phủ văn pháp đạo, vang lên tiếng một loại hiến tế, giống như tất cả sinh linh của mấy kỷ nguyên đang gạo khóc cầu nguyện, chấn nhiếp tâm hồn người ta. Chỉ nghe ông một tiếng, trên đỉnh đầu của Diệp Phàm vọt lên một cái đỉnh, dấu vết cổ xưa loang lộ. Nhưng ngay miệng đỉnh lại tàn ra khí tưởng hòa và mênh mông. Tiền quang ngập trời, hỗn độn như biển toàn bộ phóng lên trên. Hơn nữa giờ các này hiện lên từng mảng phủ văn như một bộ thiên thư phức tạp mà thâm ảo. Đây là trận văn thiên đế bố trí ở trong cái đỉnh giống nhau đến kinh thiên. Âm à một tiếng, nó pha vỡ vòng vây, tiêu trừ của bốn kiện bình khí hoàng thái cổ bay ngược lên trên trời, đánh về phía trận đồ, đơn giản mà lại trực tiếp, vô cùng khí phách. Cái đỉnh này có thể công phòng một thể, ngày nay được xưng là thiên đế đỉnh có đạo ngân do Diệp Phạm tự tay khắc ra, lực công kích cả thế gian khó sánh. Sát trận đồ của linh bảo thiên tôn chấn động, bị tấn công sắp phải lệch khỏi vị trí quỹ đạo từ trước, khiến bốn vị cổ hoàng ở bên ngoài chấn động. Đây là một loại chiến lược cỡ nào cơ chứ? tường truyền, sát trận đệ nhất cổ kim này vừa ra, chỉ cần có cường giả hoàng đạo chủ trì, ngay cả là đại đế bị nhốt ở trong đó, thời gian kéo dài cũng phải bị giết chết. Nhưng hiện tại mới vừa bắt đầu, Diệp Phàm đã đánh lung lay kết trận này, dùng thực lực tuyệt đối sắp sông ra được. Đây là loại nghịch thiên đến cỡ nào? Mình khí thồng thiền dùng chuyển phát ra vạn đạo trùm tia sáng, toàn bộ thêm vào trên trận đồ, củng cố thân của nó, để nó tiếp tục trấn sát thiền đế. Diệp Phàm rít gào một tiếng, đánh ra một trường. Đó là một hình người, là một loại đại đạo. Nó là có ta vô địch, sông lên trời cao chấn cho trận đồ lại chết đi quỹ đạo. Thiền đế Bọn họ cả kinh kêu lên. Diệp Phạm đánh ra hình người, đúng là chính hắn, hóa thành dấu ấn vô địch, lây chuyển cổ kim tương lai. Cả phiên vũ trụ này đều sắp hỏng mất. Đây còn là một người ở lúc tuổi già sao? Không ngờ cường thế đến như vậy, khiến cho mọi người đều hết hồn, linh hồn đều rung động. Hắn đích thật là tuổi già, tuy nhiên có phần cường đại thái quá. Sinh vật hình người của Minh Khí, Địa Phủ cất tiếng nói, rồi sau đó hắn rít gào một tiếng hai tay không ngừng kết ấn thi triển lời nguyền rùa đáng sợ nhất trong trận bên ngoài thần diệp phàm lập tức sinh ra một lớp bộ lồng rậm rạp vô cùng đáng sợ nhìn thấy khiến người ta sinh quý kỵ cái gọi là nguyền rùa cũng là một loại quy tắc và bí thuật chỉ có điều thần bí hơn là các loại khó có thể phát hiện với thôi cùng giống như là thánh thể không thể thành đạo lập pháp tắc vũ trụ quá mạnh mẽ nhằm vào và áp chế bọn họ khó có thể đột phá đi lên, làm người ta không thể đi xa hơn. Ngay cả càn khôn cũng không thể hạn chế ta, chỉ là một quái vật của con người tạo ra, còn năng lực làm khó dễ được ta sao? Diệp phàm lạnh lùng nói trong một câu. Ở trong cơ thể của hắn, vang lên tiếng tụng kinh, phụ văn đầy trời, vườn quanh thân của hắn. Một một chữ đều giống như thần kim luyện chế thành, có được khuynh hướng cảm xúc, thần thánh, mặt sáng lạng, trấn áp thập phương. Đây là kinh văn thiên đế, là cái thế vô song, vừa mới xuất hiện liền ngăn cách toàn bộ nguyên rủa, đồng thời tiêu đốt loại quy tắc này, cuốn ngược quay về, nhắm lại phía quái vật phát ra hỗn độn quang đời đó. Tuy rằng Diệp Phàm tuổi già, đi tới cuối đời, không còn trẻ trung khỏe mạnh, nhưng mỗi một kích đều vang dội cổ kim, khiến cho hoàng thái cổ đều kinh sợ. Thầm sợ hãi cảm thán, đối thủ thật không hổ là thiên đế vạn vật mẫu khí và chạm mạnh vào trận đổ làm cho nó lay chuyển hẳn. Thân thể Diệp Phạm như cái lò lớn, hấp thụ hảo quang của bốn kiện cổ hoàng khí đặt ở trên bốn cửa trận phát ra, hóa thành chính bản thân mình để mà dùng. Thân thể thiêu đốt hừng hực, hoàn toàn không nhìn ra tình cảnh suy kiệt. Hắn phóng ngược lên, dùng thân đánh vào trận đổ Âm một tiếng, cả phiên vũ trụ này sụp đổ. Diệp Phạm phá mở trận đồ, một quyền đánh trên thông thiên tiên bảo của địa phủ, đánh cho nó bay hẳn đi, hắn từng bước bước đi ra. Giờ khắc này, hắn vô cùng uy nghiêm, đầu tóc bạc bay đất vất, như là thiên thần đứng đó nhìn xuống mọi người. Vũ trụ vỡ nát, thiên địa rất nhanh yên tĩnh xuống, bảy đại chí tôn đều phát mộng, đây là một loại chiến lực như thế nào, nhanh như vậy đã phá mở sát trận đệ nhất cổ kim, nên biết rằng chính là có tới mấy đại cổ hoàng tự mình thúc động ta là thiên đế, phải trấn sát hết thảy kẻ địch của thế gian. Như trước là những lời này, ù ù vàng động chín tầng trời, mười tầng đất đều phải rung chuyển. Nhưng nghe vào trong tai, mọi người cảm giác lại khác nhau rất lớn, sợ hãi nói không nên lời. Thiên đế, một cái danh hiệu khiến người ta kính sợ. Lúc này chân chính thể hiện đi ra, quả nhiên là vô địch cổ kim. Con người thét lớn, kêu gọi mọi người vọt tới, cùng nhau vây công Diệp Phàm bọn họ không tin Diệp Phạm tuổi già sức yếu, huyết khí khổ héo mà còn có thể chống đỡ thời gian lâu dài. Nguyên quỷ toàn thân lông rậm màu máu, giữ tợn mà khủng bố, như là một cái lệ quỷ, là kẻ thứ nhất vọt tới, mà những người khác cũng không chậm bao nhiêu. Bài đại cao thủ cùng đánh tới. Diệp Phạm tạo ra dị tượng, cùng lúc đó, kinh văn thiên đế hiện lên, chữ đế chấn nhiếp thế gian, vườn quanh ở bốn phía, như là một mảnh thiên giới, hắn đậu tôn ở trong đó, vạn pháp bất xâm. Ngày sau đó, hắn tung ra một quyền đánh ra ngoài, là chân chính tiên đế quyền, chỉ nhằm vào một mình nguyên quỷ. Phù một tiếng, hỏa máu bắn lên cao ba vạn thước, bàn tay nguyên quỷ nổ tung, rồi sau đó cả cánh tay đứt từng tấc nứt ra từng khúc. Tiếp theo, nửa người rách nát, mưa máu rơi tầm tá. Hắn kêu lên thảm thiết, làm cho một vị cao thủ hoàng đạo thét thảm như vậy, có thể nghĩ mà biết hắn phải chịu đựng thống khổ tới mức nào. Chữ đế lấp lánh ủ ủ vang động, như từng đạo thần lôi khai tiên lập địa lan tràn tới phía trước. thân thể rách nát của nguyên quỷ tiếp tục chuyển biến xấu. Hắn bị đại đạo thiên đế tập trung áp chế. Cuối cùng một tiếng nổ vang, hắn đập tức nổ tung, sau đó bùng cháy hừng hực, ngay cả nguyên thần đều hóa thành tro tàn. Lập tức, mọi người toàn trường sợ ngây người, quá mức khí phách, cường đại đến không gì sánh nổi thiên đế là không thể địch lại. ầm à một tiếng, Diệp Phạm vung tay đánh tới, xông vào giữa đám người như hồ vào giữa đàn dê, đánh đầu thắng đó không gì cản nổi, liên tiếp chấn cho bốn năm người phun ra một ngụm máu lớn. Rồi sau đó, tay trái của hắn giống như một khối tiên bia màu vàng, dày đặc phụ văn, thần quang đan vào, bổ xuống, phù một tiếng, đánh cho một vị cổ hoàng thành thịt nát, nguyên thần thành trò bụi đây quả thực chính là một nguyên thần thoại ở trong vòng vây của trí tôn như vào chỗ không người sao không có khả năng hắn đã huyết khí khô héo nhưng để phá mở ra sát trận đệ nhất cổ kim còn có thể dũng mãnh như vậy hắn làm thế nào được vậy chứ một vị cổ hoàng sắc mặt thật khó coi cái này đã tính là gì đế tôn có thể làm được tự nhiên ta cũng có thể diệp phàm bình tĩnh mà nói tương truyền đế tôn có thể với thực lực của bản thân phá vỡ sát trận tuyệt thế này. Ngày nay Diệp Phàm làm lại chuyện xưa khiến mọi người đều biến sắc. Lần đầu tiên dự cảm được bọn họ nguy rồi. Đây là một người có thể sánh với đế tôn. Mặc dù già đi cũng không thể coi thường. Không người nào có thể chống lại. Năm chi tôn cùng liều mạng. Toàn bộ thiêu đốt tinh huyết. Hiện ra loại khí cơ khai thiên lập địa. Phải một lần nữa diễn biến vũ trụ. Bọn họ liều mạng đánh tới. Hôm nay đã không có đường lùi nữa giao phòng rất kịch liệt. địa phương này đan vào pháp tắc hoàng đạo, chính nghe ầm một tiếng, một kiện pháp khí hoàng đạo bị Diệp Phạm đánh nát, mảnh nhỏ thần kim như là pháo hoa nở rộ, nhằm ra vào bốn hướng. một đóa lại một đóa hòa máu bắn tung tóe tràn ra, mảnh nhỏ binh khí hoàng đạo công phá thân thể mấy người, làm cho trong lòng bọn họ đều chìm xuống. Diệp Phạm quá mạnh mẽ, thật sự không thể địch lại. trừ vị cho nên rõ dự nữa. Ngày nay chỉ có tử chiến, chém thiền đế mệnh, đoạt lấy tinh huyết của hắn. Đó là chi bảo nhân thế, ăn đại dược thiên đế có thể kéo dài thêm nửa đời đế mệnh đấy. Quay vật bảo bọc trong hỗn độn quang đượn lờ, lên tiếng nói. Hắn đã tế ra thông thiền tiền bảo, kiện minh khí này đen bóng trong suốt, dạng như bảo luôn. lúc này chậm rãi chuyển động, hiện ra cảnh tượng địa phủ, trấn áp tới hướng diệp phàm bay ra ngàn vạn phù văn đại đạo cả phiến tinh vực này lập tức giống như vũng bùn ngăn cản bước chân của thiền đế và lại có các loại đạo phù lấp lánh ủy lực tuyệt luân có thể đả thương thần thể của đại đế đột nhiên truyền đến một tiếng vàng nhỏ diệp phàm đã dừng lại bảo tướng trang nghiêm không ngừng kết ấn rồi sau đó bắt đầu chấn ngón tay ra trong thiền điện lập tức xuất hiện một loại khí tức khủng khiếp một đóa lại một đóa hoa đại đạo nở rộ là kinh văn tiên đế biến thành điểm điểm trong suốt bay búa đầy trời nhằm về phía thông tin tiền bảo. Đồng thời với một kích mãnh liệt này, đầu ngón tay của Diệp phàm bay trong một luồng hào quang hừng hực, hóa thành một đóa tiền hoa đặc biệt rực rỡ, xé rách vũ trụ, uy lực vô cùng tận. Đây là thiên đế chỉ, chân một cái như vậy, vạn vật đều diệt, không người nào có thể kháng cự. Tiền hoa đánh nát của bình khí, một vị hoàng giả sao? Rồi sau đó, ở trên hư không nở rộ, canh hoa trong suốt sáng mờ, xông thẳng lên trời cao, toàn bộ đánh vào trên mình người kia. Hoa máu bắn tung tóe, người kia bất kể là tay chân hay là ngực bụng hoặc là mi tâm, toàn bộ bị xuyên thủng, lưu lại những lỗ thủng, rồi sau đó ầm ầm vỡ nát, chết dưới thềm đế chỉ. Đầy trời đều là hoa máu đại đạo không ngừng đỡ rộ, khí tức cường thịnh là cho vạn vực chư thiên đều rung chuyển, rồi sau đó toàn bộ đánh về phía kiện thông tiên tiên bảo kia minh khí đèn bóng trong suốt và run rẩy liên tiếp gặp phải đòn nghiêm trọng tuy rằng nó chống lại kịch liệt nhưng cuối cùng bị đánh cho bay cả lên thiên đế có thể thấy được rõ ràng mấy người đều xương cốt phát lạnh ai nấy đều từng vô địch thiên hạ của từng thời đại ngày nay đế và hoàng chân chính tụ lại một chỗ lập tức nhìn ra chênh lệch quái vật toàn thân đều lượn lờ hỗn độn quang kia vọt lại đây cầm trong tay minh khí bảo luôn một lần nữa cứng chọi cứng với diệp phạm và chạm mạnh với đế quyền bùng phát ra đốm sáng sông thẳng lên trời cao diệp phạm vững như núi không nhúc nhích mà chính hắn bị thương rút lui trong miệng ho ra máu đây là một trí tôn duy nhất cứng chọi cứng với diệp phạm mà không chết mình khí tốt lắm nghe diệp phạm đánh giá như vậy trong miệng quái vật phun ra vô cùng phẫn nộ chỉ để ý tới thông thiên tiên bảo hoàng kim quang long đánh đầy trời đều là binh khí, đời đời đều là bí bảo, hoàng kim tháp, thần kiếm, đạo trung, hoàng kim đỉnh, đủ các loại bảo khí bay múa, toàn bộ nhằm về phía Diệp phàm. Hoàng kim cổ hoàng ra tay, đúng là hoàng kim thần tàng, bí thuật cấm kỵ, uy chấn thế gian của hắn. Người khai sáng chân chính sử dụng loại pháp này vượt hơn xa hậu nhân, không ai có thể bằng được, thể hiện ra hết áo nghĩa và uy thế của nó. Diệp phàm đối mặt như thế vẫn sững sững không có chút nhúc nhích. Chỉ có cái đỉnh trên đầu bay ra bên ngoài, vạn linh đều hiện ra, chống lại với bình khí hoàng kim vô cùng tận kia, đối kháng kịch liệt. Mà cái đỉnh thì như một mảng mây khói giống như ảo mộng, nhảy vào phía trước, đánh thẳng vào hoàng kim cổ hoàng. Hoàng kim cổ hoàng khiếp sợ, không thể né tránh khỏi, bị cái đỉnh này bao phủ, hoàn toàn cố định, chỉ có thể cứng trọi cứng. Càng một tiếng, hai tay của hắn gãy đoạn, bị thường thối lui. Mặt Diệp Phàm hình như quỷ mị liền tới sát bên, dùng sức vỗ vào cái đỉnh của mình, bay vù vù tới phía trước. Phủ một tiếng, hỏa máu bắn vọt lên, hoàng kim cổ hoàng bị cái đỉnh đánh thành vũng máu, nguyên thần vỡ nát. Một cái đỉnh này, một trưởng mà thôi, liền phá hết vạn pháp, đơn giản mà trực tiếp, bạo lực mà khủng bố, mặc cho hoàng kim cổ hoàng biến hóa hàng vạn, hàng ngàn, lại bị một cái đỉnh và một trưởng này đánh nát hết. Muốn chạy trốn, ai có thể chạy được diệp phạm cất bước nhìn như thong thả nhưng từng bước chính là ra xa nửa bầu trời vũ trụ như vậy thiên địa gào thét vạn đạo đều thần phục đuổi theo nguyên thần hắn nhấc chân phải quét ngang tới trước mặc cho nguyên thần chống lại kịch liệt cũng không địch lại được một lát sau chính nghe phù một tiếng bị một cước của thiền đế đạp ở trong tinh không nứt ra chết oan chết uổng cảnh tượng chiến đấu ở nơi này theo mảnh nhỏ lưu quang truyền tới phương xa, trung truyền cả vũ trụ. Các thanh hiền trước đó đi theo phía sau Diệp Phàm kia đều nhìn thấy, đều rung động và kinh sợ. Đây là một loại sức mạnh to lớn tới mức nào? Thiện đế thần ủy cái thế, rồi lại giết trí tôn dễ dàng như vậy, đứng sừng sững trên tuyệt đỉnh nhân đạo, vô địch tịch mịch, đăng phong tạo cực. Diệp Phàm quay đầu nhìn lại, chỉ còn lại có hai người. Bọn họ bất kể như thế nào cũng không nghĩ tới lại là kết quả này. Lúc này hối hận cũng đã muộn, muốn chạy trốn đều trốn không thoát, bởi vì bị thiên đế tập trung chỉ có chiến bộ trận thôi. Nhưng cường đại như bọn họ lại như thế nào chứ? Đối mặt với Diệp phàm chỉ có thể sợ run, trình lệch thật sự quá lớn. Ta hiểu rồi, hắn mạnh mẽ tăng lên huyết khí, ta hiện chiến lực đỉnh phong của hắn. Trận chiến này qua đi, hắn hắn phải chết không thể nghi ngờ, sẽ hào hết giọt tình huyết cuối cùng của hắn. Chúng ta phải kiên trì lên một vị cổ hoàng cuối cùng của cổ quán Thái Sơ dẫn động pháp tắc đại đạo, phát ra một kích cuối cùng của cuộc đời này, cường đại tới tuyệt đỉnh, kinh khiếp nhân giới, khiến người ta kinh sợ. Đó là một kiếm sáng lạng đến lóa mắt, màn ánh sáng đầy trời khiến tinh tú trên bầu trời đều bùng cháy lên, khiến cả thông thiên tiền bảo đều phải run lên, làm cho quái vật đều phải kêu to một tiếng rút lui ra ngoài. Người này dùng một khối hóa thân cùng với thần linh trong bình khí làm vật dẫn, thiêu đốt lực của hóa đạo, muốn dựa vào đó giết chết Diệp Phạm, quả là đáng sợ nhất. Lực hóa đạo của cao thủ cấp hoàng đạo vừa ra, ai cũng đều phải tránh lui, rất khó có thể hóa giải. Thế nhưng Diệp phàm cũng là trấn định như trước đây, mở ra bàn tay to vô cùng vô tận phủ văn, trường chỉ màu vàng như đám mây trên vòng trời hạ xuống, phủ kín đạo ngân, lập tức bao bọc toàn bộ binh khí kia cùng với hóa thân và chân thân của vị cổ hoàng này vào trong đó. Khắp tình hải đều ở trong lòng bàn tay hắn, quả thực khủng bố, chấn khiếp muôn đời. Phù một tiếng, vô số tình tú bị dập tắt, đương nhiên cũng bao gồm vị cổ hoàng này cùng binh khí và hóa thân đều hóa thành tro bụi, hoàn toàn mai bột. Quái vật nói đúng, Diệp Phàm tới lúc tuổi già rồi, chỉ có thể miễn cưỡng thiêu đốt tinh huyết, tái hiện chiến lược đỉnh phong mới có thể dễ dàng đánh chết mọi người như vậy. Ngay cả như thế, chỉ sợ cũng chỉ có đế tôn hoặc một số ít vài người mới làm được từng bước này thôi. Kế tiếp không có gì trì hoãn. Diệp phám bắt giữ quái vật này, nghiên cứu thông suốt, sau đó tung một trường, chụp chết, hóa thân, mảnh xương máu. Không có thể nào đoàn tụ được nữa. Tiền bảo thông thiền bình khí muốn bay đi. Trong nháy mắt, bị hắn trộm bắt đấy. Về phần sát trận đồ của Đinh Bảo Thiên Tôn, từ đâu đã bị hắn thu vào trong đỉnh, khó có thể bỏ chạy nơi này màn sương máu tràn ngập bảy đại cổ hoàng toàn bộ bị đánh cục chấn kiếp cả nhân gian giới thiền đế các thanh hiền hoàn toàn loan tin tin tức đi khắp nơi đời giữa khắc này cường giả các tộc trong vũ trụ tất cả đều hô to hai chữ thiền đế mặc dù chỉ có hai chữ nhưng đủ để biểu đại hết tại thiền đế vô địch độc tôn chín tầng trời mười tầng đất đối với thế nhân mà nói đây là một chuyện thần thoại thiên đế đều đã giả đi, lại ở trong một ngày liên tiếp giết chết bảy đại cổ hoàng, hoặc xưa nay chưa từng thấy. Nếu nói về chiến tích huy hoàng, không người nào có thể sánh bằng, mọi người rung động mà ngạc nhiên thán phục. Giờ khắc này, khắp nơi vũ trụ đều sôi trào. Diệp Phong một mình lặng lặng ngồi xếp bằng, không có người nào tới gần, càng không có người quấy rầy. Lúc này, hắn đang luyện hóa màn xương máu của trí tôn gì liều lại nhưng tác dụng cũng không lớn cảnh giới của hắn quá cao máu huyết của thiền đế cao hơn hết thảy những máu hoàng đạo khô kiệt kia tồn thế quá lâu thiếu huyết sinh cơ còn khó có thể có hiệu quả tầm bộ cho hắn tuy nhiên còn tốt hơn lúc này diệp phạm không có tu dưỡng đúng như địch nhận phỏng đoán như vậy hắn đều động tình huyết toàn thân sau một trận chiến qua đi huyết khí sắp khô kiệt tuy nhiên nhưng một trận chiến qua đi không có phải chết như dự đoán của đối phương như vậy. Chỉ có điều là tình cảnh của hắn thật sự không ổn định, đã đến năm tháng cuối cùng của đời người. Đời thứ ba Diệp phàm nhắm mắt, hắn đang dụng tâm điều động sinh cơ, hy vọng ở trong thời gian cuối cùng của sinh bệnh bước ra một bước nữa. Con đường trường sinh thật gian nan, đây là một bước mấu chốt nhất hắn thổi diễn ra. Nếu như thất bại thì chứng tỏ từ đầu đến cuối hắn đều đã sai lầm, còn nếu thành công có thể kỳ vọng ở trong tương lai giờ các này diệp phàm thực mỏi mệt dù sao mới vượt trải qua một hồi đại chiến hào hết huyết khí của hắn tuy nhiên hắn cũng thở vào một hơi một cơm địa sinh bệnh cuối cùng này cũng bị bình định mầm tai họa của địa phủ cũng bị giết chết thế gian sẽ có thời gian rất lâu không có náo động nữa nhưng đúng tới khắc diệp phàm mệt mỏi nhất mà lại thả lỏng này đột nhiên lông tóc dựng đứng hắn ra sức đứt ngang đi, lập tức liền tránh né ra ngoài mấy tinh vực, nhanh đến cực hạn. Nhưng một mảng lớn máu vẫn từ trong thân thể hắn tuôn ra, một thành thiên đào ngũ sắc chém qua, gần như bổ thẳng xuống Diệp Phàm làm hai nửa, chỉ kém một chút nữa mà thôi. Vài trái cùng với một phần thân thể hắn bị bổ đôi ra, một đoạn rời xuống, máu của thiền đế phun trào ra. Nhiều năm qua đi như vậy, mặc dù là tuổi già, khi đại chiến với bảy trí tôn, hắn cũng không có đổ một giọt huyết nhưng hiện tại lại thiếu chút nữa bị người ta chém chết mặc dù lúc tuổi già mệt mỏi mà lại đã trải qua một hội đại chiến nhưng cũng đủ để nói rõ người tới vô cùng khủng khiếp đó là bàn tay lóng lánh như ngọc từ trên chín tầng trời kia hạ xuống nắm một thành tiền đào vừa ngũ sắc vừa rồi phát động một kích chí mạng thiên đế có địch đây tuyệt đối là một cường giả cái thế thông qua thành đào này đã nói rõ thân phận của hắn. Cùng lúc đó, một tác nước từ không trung buồn xuống, màn ánh sáng bay múa, thần hà đầy trời quá mức tráng lệ, như là chư tiên đến trái đất, lại giống như nhiều người vũ hóa phi thăng. Diệp Phạm nguyên khí bị thương nặng, lại bị đánh lén một đao này, hậu quả cực kỳ nghiêm trọng. Huyết tình có tổn hại, mặc dù hắn có pháp vô thượng, cũng không thể không thừa nhận. Ngày nay, hắn không còn ở thời đại đỉnh phong hắn đã trọng tổ thần thể, trước tiên nhận ra thác nước kia, nhưng lại là phi tiên bộc độc nhất vô nhị trong truyền thuyết. Luân hồi hồ, thân hồn đam, phi tiên bộc là ba loại vật chất kỳ dị của trí tôn cổ đại, vì theo đuổi trường sinh bất tử mà lột xác lưu lại. Trong đó, đặc biệt là phi tiên bộc là thần bí nhất, Tục truyền là một loại vật chất của tất cả trí tôn cùng đánh vào tiên vực lưu lại, hội tụ thành tiền thác nước, có thể hiểu rõ cánh cửa của tiền vực ở trên phi tiên bọc lúc này liên tiếp xuất hiện bốn thân ảnh rất nhanh phóng lại đây vô tình ra tay với diệp phạm cùng lúc đó trên chín tầng trời chuyển đến tiếng phang lộc cộc lộc cộc bàn tay sáng lấp lánh nắm thiên đao ngũ sắc kia vùng vẫy mãnh liệt như là người từ một giới khác muốn thông qua phi tiên bọc vọt tới nhưng đời đó quá cường đại nó bị giam cầm ở bên trong khó có thể giải thoát được bốn thân ảnh kia xông tới Mãnh liệt ra tay với diệp phàm tranh thủ thời gian cho nó bất tử tiền hoàng người bị nhốt ở giữa tiền giới và nhân giới diệp phàm lạnh lùng lên tiếng hắn biết gặp phải phiền toái to thông qua một đao vừa rồi kia hắn biết được đối phương rất khủng bố ngay cả dù hắn không tổn hao gì ở vào cảnh giới đỉnh vong nhất cũng phải có một trận chiến sinh tử tuy nhiên đối phương dường như không qua được cũng giống như hắc ám náo động nằm đó bị vô thủy đại đế ngăn cản ở phía sau cánh cửa kia, nên muốn tham chiến lại khó có thể vượt qua giới. Người càng cường đại càng bị nhiều hạn chế hơn. Bàn tay to sáng long lánh kia vùng thiền đạo bổ thẳng xuống diệp phàm Thiên hoàng phạt thiên đế, một hồi quyết đấu đỉnh phong từ đó triển khai vượt giới mà chiến. Luồng đa mang kia cắt qua tĩnh mịch muôn đời, ta hiện trần nghĩa của khai thiên lập địa như một thần ma sống lại từ trong hỗn độn thức tỉnh khí phách cái thế. Một đạo kinh thế này vượt qua hiểu biết của nhân thế, không gì sánh nổi, rúng động cả vũ trụ muôn đời, vô kiến bất tội, cầm ở trong tay tiên hoàng, dù không phải là tiên khí, cũng chú định thông thiên. Dù là hoàng thái cổ và đại đế một thế hệ, lại một thế hệ, lúc này nhìn thấy, cũng phải kinh hãi hẳn. Quá mức sắc bén với bá đạo, có thể nói chân nhiếp hoàn vũ, có thể nói khó có thể chống đỡ Diệp Phạm hai tay kết ấn, phóng tích lực lượng của đại đạo. Từng điểm, từng điểm phù han xuất hiện, dẫn động cổ kim như là sỏ xuyên qua thiên giới, dẫn động lực đạo không tả xiết. Hắn kết ấn, sau đó đánh ra. Tất cả phủ văn dung hợp nở rộ ra tiên quang. Thiên đế trấn sát, lực đạo vô thượng, chìm đổi, thuộc về chủ nhân thế gian của hắn. Phủ văn trấn áp cả muôn đời. Càng một tiếng, đánh khắp nơi trên thiền đạo ngũ sắc kia, lực lượng chạm vào nhau, bắn ra khiến vũ trụ sụp đổ. Đó quang hòa đại đạo nở rộ, giữa hai bên hào quang bùng cháy kịch liệt, vang đến tiếng tụng kinh trở thành vĩnh hằng. Thiên đế quyết đấu với thiên hoàng, đủ để khiếp sợ muôn đời. Ai có thể nghĩ tới đã cách xa nhau muôn đời sau, lại hai đại đầu sỏ gặp được nhau, xảy ra va chạm mạnh đến như vậy. Thiên đạo tung hoành, bổ đất trà vũ trụ, tái hiện hồng hoang viễn cổ đó là mảnh nhỏ thời gian, người công tham tạo hóa ở bến bờ bên kia vì tiền bọc, trấn áp cổ kim như đã đang nghịch chuyển dòng chảy của thời gian. Vạn vận mẫu khí đỉnh vọt lên, va chạm với thiền đào. Vạn đình hiện lên, toàn bộ xuyên thấu vách đỉnh và ra, tấn công đến chín tầng trời, trấn áp thiền đào cũ sắc, bùng phát ra đống lửa sáng lạng nhất. Đây là đại trận chiến vượt qua thời không, là âm thanh va chạm mạnh nhất. Thiền kiều tuyệt đại không cùng một thời được xưng là thiên đế và thiên hoàng tiến hành trận quyết chiến sinh tử. Duy nhất khiến người ta tiếc nuối chính là một người thì chân thân khó có thể lại đây, chỉ còn cánh tay phải xuất hiện múa động bất tử thiên đạo, đại sát thương thập phương trong vũ trụ này. Mà người kia thì lại còm lưng giả lão rồi, lập tức sẽ tỏa hóa bất cứ lúc nào khi huyết thiếu hụt nghiêm trọng, không thể toàn được chiến bộ trận. Chủ nhân của thiên đạo ngũ sắc ở cổ đại có vinh quang là huy hoàng không gì sánh nổi. Ở trước khi hắn chưa thành đạo, đã dám tập kích đế tôn, có thể thấy được rõ ràng sự quyết đoán và gan dạ của hắn. Sau này thành đạo, được tôn xưng là thiên hoàng. Hai chữ này đâu có thể dừng loạn, thật sự là vì hắn quá cường đại. Tiếp sau đó, tù vị của hắn càng ngày càng thịnh, quán cổ tuyệt kim, thông cự chín tầng trời, bởi tầng đất, được vạn tộc cùng tôn xưng là thần minh tối cao muốn tỷ thí so cao thấp với trần tiền. Bất tử thiên hoàng đạp ra con đường của chính mình, trên có thể đánh lên tiền, dưới có thể trấn ma. Sau đó, khi leo lên tới đại viên mãn, có thể sánh vai với đế tôn, dù con nói là cao thủ đệ nhất xưa nay cũng không sai biệt lắm. Ngày này lại tái hiện, đại chiến với thiên đế là một đại sự động trời sao có thể kể rõ. Quá mức rung động, đủ để chấn động muôn đời, khiến 33 tầng trời đều phải sợ run. Một canh giờ trôi qua, hai người như trước chẳng phân biệt được thắng thua. Thiên Hoàng ở một bến bờ khác của phi tiền bọc kia, tuy rằng chỉ có một cái cánh tay vươn ra cầm tiền đào ngũ sắc mà chiến, nhưng dường như hắn có thể nhìn thấy hết thảy bên này, bộc phát ra khí thức cái thế không gì sánh nổi. Mà Diệp Phàm ở vào thời khắc mấu chốt, sắp sửa tọa hóa, muốn sống ra đời thứ ba, nhưng lại phát sinh biến cố như vậy. Chuyện này quả thực là một hồi tai nạn thật lớn cực kỳ bất lợi. Nhưng hắn thân là thiền đế, trung quy là công tích bao trùm cổ kim, ngăn chặn đại địch, máu huyết của thiền đế chiến đế sôi trào. Một trận chiến này chấn kiếp hoàn vũ, nhận định sẽ được ghi lại trong trận chiến huy hoàng nhất ở thiên thần chiến sự. Thiền đế với một thần khí huyết khổ kiệt, đại chiến với thiên hoàng không thể chân chính buông xuống, trận chiến kịch liệt và thảm thiết đến làm cho tâm thần người ta đều phải run rẩy tại thiên đình trong một khu nghĩa trang trong lòng đất thần hà lấp lánh tiền nguyên phóng thích khí tức bất hủ trong đó có một thiếu niên ngại ngùng mà đơn thuần ngồi xếp bằng ở trong này làm bạn với một ngọn thần đăng lúc này đang chợt sáng chợt tắt làm cho hắn bừng tỉnh sư phụ tiểu tùng rúng động trong lòng từ trong ngủ say tỉnh lại nhìn thấy hồn đăng của sư phụ sắp tắt rắc một tiếng hắn phá vỡ tiên nguyên xông lên tận trời mà đi chìm sâu vào trong vũ trụ khôn cùng thiên đế quyết đấu với thiên hoàng đã qua hơn một canh giờ đỉnh phong quyết đấu chiến lược kinh khiếp cổ kim khi trận chiến này kết thúc chỉ thêm một bàn tay to lóng lánh chìm sâu vào trong phi tiên bộc hơn nữa từ thế giới này mang đi bất tử thiên đào vũ khí của hắn thiên đào đẫm máu có máu của thiên đế không ngừng cũng có máu của thiên hoàng lưu động vầng hảo quang đáng sợ từ ngày nay nó bắt đầu biến mất khỏi nhân giới Lần sau gặp lại, chú định nó đã thành là tiền khí, bởi vì về tới bên thân chủ nhân, sắp sửa bắt đầu niết bàn và thăng hoa. Vì tiền bọc còn không có thối đuôi, như trước còn vắt ngang ở giữa hai người. Bởi bên kia không phải là tiên giới, mà là một mảnh thời không kỳ dị, với khốn cường giả cái thế, tiến thối không được, không thể vào được tiên giới, cũng không thể giáng xuống nhân gian. Bốn đại cường giả từ phi tiên bộc nơi đó nhằm về phía Diệp Phàm quyết giết chết hắn. Vừa rồi thiên hoàng đại chiến với thiên đế, bọn họ không thể xông vào được. Hiện tại toàn lực ra tay, bởi vì thiên đế huyết khí sắp cô kiệt, chống đỡ không được bao lâu nữa. Diệp phòng tóc bạc phủ vai, một trận chiến đi qua, ngồi ở đó, việt máu loàng đổ, tiến hành chữa thương. Lần đầu tiên tập kích gây thương tổn cho hắn quá nặng. Tuy chẳng tránh được đầu, không có bị bổ thẳng xuống, nhưng đào khí của thiên hoàng nhập thể vẫn làm cho hắn bị thương rất nghiêm trọng. Một trận chiến qua đi, huyết khí của hắn gần như khô cạn, để chữa thương cũng không đủ. Loại chiến đấu này thích hợp thời đại đỉnh phong của hắn, vậy mà ở thời khắc mấu chốt mở ra đời thứ ba bị tập kích quấy nhiễu, đã quá mức trí mạng. Bốn đại cường giả không thể cho hắn có cơ hội, đồng thời đánh lại đây, muốn giết chết hắn, ít nhất cũng muốn kéo theo hắn cùng chết. Diệp Phạm mở hai mắt ra, chấn nhiếp tâm hồn đối phương. Cọp chết không bất oai phòng. Ngay mi tâm của hắn lao ra một tiểu nhân màu vàng, mặc dù suy yếu rất nhiều, nhưng nó giống to một tiếng, vẫn như trước chấn khiếp nhân gian. Phù một tiếng, tiểu nhân ôm vạn vật mẫu khí đỉnh vượt qua giam cầm của thời gian, nghịch chuyển dòng chảy của thời gian. Từ trên trời giáng xuống, trấn sát một người, trở thành trò bụi. Đồng thời ngay lúc đó, thân thể hắn phát sáng, lộ ra dị tượng, tạm thời bảo vệ chính bản thân mình. Nhưng hắn trung quy là rất mệt mỏi, sớm đã đến lúc tuổi già, vốn đã miễn cưỡng lấy ra được một ngụm tình huyết, tạm thời khôi phục đến đỉnh phong đại chiến với bảy vị hoàng thái cổ, rồi cường thế giết chết bọn họ. Chiến tích này dù có nói vi tôn xưa nay cũng không sai biệt lắm. Rồi sau đó lại đại chiến với thiên hoàng, hao đi quá nhiều, huyết khí suy bại sắp tỏa hóa. Hiện tại hắn là nò mạnh hết đà, khó có thể chống đỡ. Tiểu nhân màu vàng kia ôm cái đỉnh đánh chết một người sau đó lập tức ảm đạm. Bật đặc sĩ phải quay về chìm sâu vào mi tâm của hắn. Còn lại bà đại trí tôn thấy thế, liền công kích kịch liệt, muốn ép chết Diệp Phạm, không để cho hắn có cơ hội. Trong quá trình này, Diệp Phạm hít sâu một hơi, tám phường vũ trụ tình huy đầy trời, toàn bộ cuồn cuộn cuốn tới, vọt vào trong cơ thể hắn. Hắn dùng dị tượng bị động phòng ngự, phải nuốt một ngụm cục tức này. Đúng thời khắc tình huống nguy cấp, xa xa truyền đến một tiếng gầm lớn. Các người chết tiệt, sư phụ còn đến đây. Tiểu Tùng vẫn luôn rất ngại ngùng và đơn thuần, khuôn mặt trong sáng và tinh xảo. Thường ngày hắn luôn lộ ra nụ cười ngượng ngùng. Ngay cả trôi qua bao nhiêu năm tháng, hắn cũng đã là tâm tính trẻ con, phi thường hồn nhiên. Nhưng lúc này, hắn lại nổi giận, chưa từng có một lần nào giống như hôm nay. Sợi tóc mềm mại trên đầu hắn dựng thẳng đứng, đôi mắt trợn ngược, phẫn nộ, sát khí ngập trời trên đầu một tòa tử kim tháp chấn động trấn sát xuống cố giữ tranh thủ thời gian cho thiên hoàng còn có thể buồn xuống một lần nữa một người giống to tình huyết trong tim của thiên đế rất quý báu đối với thiên hoàng mà nói đó là trí bảo vô thượng cộng thêm dấu ấn của thiên đế còn sống nữa gần như có thể làm cho người ở bến bờ kia của phi tiên bộc thành tiên tuy nhiên người càng cường đại càng khó có thể vượt giới hạn chế thật đáng sợ nếu không có phi tiền bọc, một cánh tay của bất tử thiên hoàng kia đều không có khả năng thò lại đây. Cũng giống như hắc ám náo động nằm đó, tình huyết và tiền kinh của vô thủy đại đế lưu lại cùng chung tác dụng cũng không thể kêu gọi hắn trở về, chỉ có một hư ảnh hiền hóa ở trước cánh cửa kia. Tiêu tung đại khai sát giới, quá khứ hắn rất ít khi sát sinh, ngày nay lại lừa giận sông thẳng lên trời cao, hoàn toàn bất đồng với ký chất gần tiên, đúng thật là hắn lo lắng và phẫn nộ tới cực điểm rồi. Giao phòng thật kịch liệt, quyết đấu thật đáng sợ. Cả địa phương này sôi trào. Tiểu Tùng vì bảo hộ cho sư tôn mà liều mạng. Máu huyết toàn thân đều tiêu đốt. Tiêu hào tiềm năng, không tiếc cái giá phải trả. Bộc phát ra khí thức, khiến vũ trụ đều sợ run. Phù một tiếng, rốt cuộc một vị trí tôn cổ đại bị hắn đánh chết. Hắn tắm trong báo hỏa chiến, toàn thân đỏ tươi. Mặt khác, hai người lại như là trước liều lĩnh đang điên cuồng công kích diệp phạm phải làm tan rã dị tượng này muốn phóng vọt tới diệt chết hắn cướp đi dấu ấn tiên đế cùng với tình huyết đột nhiên diệp phạm mở mắt ra đình chỉ nuốt nạp tình huy vũ trụ rồi chấn vươn ra một bàn tay to màu vàng chụp lên một người trong đó phù một tiếng trực tiếp bóp thành thịt sau khi phát động một kích này hắn đứng lên thân thể bị thương đào đào một hồi rồi ra tay với một người cuối cùng. Tuy nhiên lại bị Tiểu Tùng đỡ lấy và ngăn cản. Tiểu Tùng toàn thân tiêu đốt sáng rực, phóng vọt đi lên. Đừng hao tình nguyên của mình, không cần như vậy. Diệp Phạm nói, hắn hít dài một hơi, dồn lực thét to một tiếng. Vạn vật mẫu khí đỉnh từ trong thiên linh cái lao ra, hóa thành một vầng hào quang chấn xuống. Cùng lúc đó, từ kim tháp của Tiểu Tùng cũng chấn động. Vầng hào quang đại đạo nở rộ, đánh qua bên ngoài một người cuối cùng kia đồng thời bị hai kiện bình khí đánh trúng đường trường hóa thành tro tàn đột nhiên phi tiền bộc chấn động một bàn tay to trắng sáng lập đánh lại xuất hiện lần này không có cầm thanh thiên đao mà là trực tiếp vỗ xuống bàn tay bao phủ cản khôn thận ủy cái thế thiền hoàng tái hiện rồi tuy rằng không có tế ra bình khí nhưng huyết khí cái thế của hắn uy thế không thể ngăn cản trong giây lát liền hóa ra tiên quang màu sắc như phượng hoàng dương cánh rung động kêu leng keng xé rách cả vũ trụ này tiểu tùng tiến lên bảo hộ sư phụ muốn chống lại với bàn tay to kia kết quả diệp phàm bước lên một bước kéo hắn lại rồi sau đó phóng vọt vào biên hoang vũ trụ chính hắn thét to một tiếng nuốt nạp tinh huy vũ trụ vùng ra một thiên đế quyền diệp phàm tự mình đánh nhau và chạm kịch liệt với thiên hoàng bởi vì hắn biết tiểu tùng còn chưa có thành đế cứ như vậy xông lên tuyệt đối là thập tử nhất sinh. Một kích này vang dội cổ kim, thiên địa sụp đổ, thần quang bao phủ hoàn toàn nơi đây. Sư phụ! Tiểu Tùng kêu to, trong mắt rời lệ. Hắn như điên rồi phóng vọt trở lại. Hắn nhìn thấy Diệp Phạm toàn thân đẫm máu. Mỗi một lỗ chân lông đều rỉ máu ra phía ngoài. Thần bình lảo đạo Người có dám công binh chiến một trận với sư phụ ta không? Tiểu Tùng sống to. Bàn tay kia thối lui, sau khi va chạm với tiền đế quyền lùi về trong phi tiền bọc, hiển nhiên cũng bị phải đòn nghiêm trọng và lại bởi vì thời gian và tiền địa hạn chế hắn khó có thể vượt giới phi tiền bọc giống như thời gian trôi đi sắp biến mất diệp phàm hừ lạnh một tiếng tuy rằng toàn thân đẫm máu nhưng lại đứng sừng sững không ngã thúc giục vạn vật mẫu ký đỉnh đánh vào trong phi tiền bọc, muốn cắt đứt nó điều này làm cho mọi người kinh sợ vì tiền bọc xưa nay không người nào có thể phá hủy lại bị Diệp Phàm mạnh mẽ cắt đứt một đoạn ngắn, chảy xuôi mặt ánh sáng, thu vào trong cái đỉnh. Một bên bờ phi tiên bọc khác, truyền đến một tiếng âm rung của trưởng đao. Thiên Hoàng vô cùng lạnh đùng phi tiên bọc bị cắt đứt một bộ phận, làm cho sát ý của hắn vọt lên, muốn cường ép một lần nữa buồn xuống. Thế nhưng đúng lúc này, một tiếng chuông từ từ vang lên, chấn động càn khôn buôn đời. Bất kể là bờ bên kia hay là bên vũ trụ này đều lay động kịch liệt, dùng chuyện bột trận. Tiếp theo, bất tử thiên hoàng phát ra một tiếng kêu đau đớn, ngày sau đó, phi tiên bộc kia rất nhanh ảm đạm, tất cả hết thảy hoàn toàn biến mất khỏi thế giới này. Sư phụ, Tiểu Tùng trong mắt rơi lệ, hắn vốn chính là một trẻ con nhù nhược mà ngại ngùng, lúc này nhìn thấy Diệp phàm toàn thân đẫm máu, lạc được kịch liệt, không kiềm nổi khóc lớn. Năm đó, khi hắn còn là một con sóc nhỏ ngây thơ, không biết gì, là Diệp Phạm đưa hắn lên một cái con đường bất đồng như bây giờ. Ngày nay nhìn sư tôn đầu đầy tóc bạc, khí huyết suy kiệt. Bật quá, lúc nào cũng sẽ chết đi. Hắn vô cùng thương tâm, đỡ lấy sư tôn không cường sợi lệ. Sư phụ, chúng ta quay về thiên đình, ăn bất tử dược có được không? Tiểu Tùng định cõng Diệp Phạm lên lưng, mang hắn đi. Diệp Phạm lắc đầu bảo hắn buông mình xuống, ngồi xếp bằng không nhúc nhích, ở trong tinh không. Về tường của hắn rất nặng, nhưng đây không phải là mấu chốt mà đáng sợ nhất chính là cơ thể sắp khô kiệt khắp các nơi vũ trụ vô số tình khí vọt tới rất nhiều tình vực trở nên tối lại bởi vì rất nhiều ánh sáng của tinh tú đều đã bị tiếp dẫn mà đến đây chìm sâu vào trong cơ thể của thiền đế Diệp phàm điều tức toàn thân tràn ra bảo quàng lóng lánh dẫn trở về máu huyết thiền đế vẩy ra ngoài vào lại trong cơ thể sau đó lại luyện hóa huyết khí của mấy vị trí tôn thành mấy tia tinh hoa, tôi luyện thành thần tinh trị liệu cho bản thân mình. Thường thế khép lại, huyết khí thủ liễm, thân thể thiên đế nhìn như phục hồi như cũ, nhưng cũng không tính là gì. Đáng sợ nhất chính là cơ thể suy kiệt, điều này khó có thể nghịch chuyển. Thân thể thiên đế của Diệp Phàm không còn nhiều, tình hủy bát hoang chìm sâu vào trong thân thể hắn tới một mức độ nhất định liền bắt đầu tự động tràn ra, không còn tích tụ lại nữa. Thân thể của hắn suy yếu, Tuyết khí khổ cạn, những cái nổi mục nát kia không cất chứa thêm quá nhiều nước đều sẽ chảy ra bên ngoài. Lộ rõ, hắn gần đất xa trời, sắp sửa chấm dứt cuộc đời này. Mặc dù có thần dược cũng không dùng được. Đây là dấu hiệu báo trước, Diệp phàm đi tới kết cục, không có người nào có thể cứu hắn, không có bảo dược gì có thể giúp cho hắn hồi xuân. Ở dưới loại hoàn cảnh này, có muốn tiến hành bước nhảy trùng cực, sống ra đời thứ ba, để cứu lại bản thân mình cũng không được. Hắn hào hết nội tình, cuối cùng trong một trận chiến chấn nhiếp thế gian kia, thần thái trong cơ thể hắn đã tan biến sạch sẽ. Đại chiến với bảy chí tôn cũng đã hết sức, cường ép đưa ra một cái khẩu tinh huyết để mà khôi phục đến trạng thái đỉnh phong, đã làm cho bản thân hắn suy yếu. Lại đại chiến tiếp với bất tử thiền hoàng, cao thủ cái thế như vậy, đã hào hết tiền tình trường sinh của hắn tích lũy. Sư phụ, Tiểu Tùng rơi lệ, nhìn sư tôn năm đó oai phòng bột cõi, trên trời dưới đất khó cầu bại một lần. Ngày nay già cả như vậy, tóc tài trắng xóa, vết máu loang lộ, sắp chết trong năm tháng. Tiềm hắn đau đớn như bị đào cắt. Loại tình huống này thật sự là khiến người ta cảm thấy không đủ sức. Nếu một người ôn hòa và hồn của mình sắp dập tắt, làm thế nào để sống sót đây? Diệp Phạm ở đây là ở cường ép vực dậy một hơi bằng không nguyên thần đã hoàn toàn ảm đạm. Hắn cười cười, thấy sự thật sự là khó liệu, nhưng bản thân của hắn cũng đi tới bước này, thiên hạ vô địch năm vạn năm, cuối cùng nhưng lại vẫn dẫn tới bất tử thiên hoàng tập kích. Từ hiển nhiên, đối phương cũng từng trải qua lúc tuổi già như vậy, nên rất hiểu biết đối với loại trạng thái này. Vì vậy khi ra tay, nhằm vào rất mạnh, chính là muốn làm tan biến tiền tình trong cơ thể hắn, không để cho hắn có cơ hội nữa người như bọn họ, cho dù thân thể bị tàn phá, nguyên thần bị đánh nứt ra cũng không chết được. Ở lúc tuổi già này, quý báu nhất chính là tình hoa trường sinh đã tích góp từng tí một. Đó là chỗ căn bản để lột xác sống tiếp một đời. Diệp Phàm xem quan thừa, như lại bạch y thần vương. Xem ra kỳ mô đại đế, thăm dò tiểu thần tàm, tiếp xúc gần gũi với người sống ra đời thứ hai. Sinh nhiên đã thăm dò ra loại huyên bí mà sắp chết có thể sống thêm một đời kia. Một loại phương pháp có thể sống trong một đời, khó có thể lặp lại. Hắn dành dụng nhiều năm, chính là vì ngày hôm nay. Tuy rằng thoạt nhìn, hình thần tiểu tụy, thọ nguyên sắp hết, căn quyền đã khổ kiệt. Nhưng đó chỉ là biểu tượng bên ngoài mà thôi. Bên trong ngấm ngầm, đang có một tiêu vật chất tinh túy, trường sinh, đang dựng dục, sinh ra giống như thần thai. Đáng tiếc, Diệp Phạm chuẩn bị đã thật lâu, lại bị phá hủy như vậy. Thiên Hoàng ra tay không giống như người thường, quá mức bá liệt, không toàn lực chống lại thì dứt khoát không ngăn cản được. Trên thực tế, Diệp Phạm có thể đoán được Thiên Hoàng đột kích cũng chủ yếu là coi trọng dấu ấn thiên tế của hắn, còn có vật chất trường sinh của hắn tích tụ mà những ngoại nhân kia không thể hiểu hết. Đừng khóc, đồ đệ ngoan. Diệp Phạm ho ra một búng máu, mỉm cười nói với Tiểu Tùng. Hắn sống đã hơn năm vạn năm, nhìn quen mắt sống chết của một thời đại một đời ở nhân gian sư phụ con không muốn người chết đi đâu tiểu tùng lau đi nước mắt ngồi xếp bằng ở đối diện định tuyển hóa căn nguyên bản thân mình để kéo dài sinh mệnh cho diệp phàm diệp phàm lắc đầu ngăn cản hắn rồi nói như vậy cũng vô dụng thôi như thế nào mới hữu dụng sư phụ ngài nhất định là biết phải không xin hãy nói cho con biết con nhất định đi tìm biện pháp mang lại mạng sống cho ngài Tiểu Tùng mong chờ mà hỏi. Không cần phải thương cảm. Ông trời muốn thu ta đi cũng không phải dễ dàng như vậy đâu. Bởi vì ta không muốn chết đâu. Diệp Phong cố hít một ngụm tình khí. Thần hỏa bản thân không có tiêu tan. Chính như hắn nói như vậy, hắn phải đấu tranh. Mặc dù còn đại một hơi thở, cũng tuyệt đối không thể khuất phục. Phải cố gắng sống trong một đời khác. Bởi vì hắn còn có một số chuyện cần phải đi làm. Lời thề và hứa hẹn năm đó còn vang ở bên tai phải mở ra một bức chiến đầu trường sinh rộng lớn. Diệp phàm thật sự rất già yếu, hào sạch tiên tinh, tiền tài dày đặc vết rạn nứt, bất cứ lúc nào sẽ vỡ ra, mà thân thể càng có thể trực tiếp bị thiêu đốt thành tro tàn. Hắn ở bên bờ trạng thái cực kỳ nguy hiểm, sống không trong một đời khác, sẽ trực tiếp phải hóa đạo, đi tới hướng trùng điểm của sinh bệnh. Từ hỏi thiên hạ, ai có thể ngăn cản một kích của bất tử thiên hoàng? Buồn đời đến nay, có mấy người có thể dùng lực chống lại ngày nay diệp phàm làm được kéo thân thể suy bại đại chiến thời gian dài lâu như thế đã là một thành tích rồi liên tiếp mấy ngày sau diệp phàm đều ngồi xếp bằng nhắm mắt không nhúc nhích cũng không quay về thiên đình mà ở ngay trong tinh không này đây ở bên ngoài sớm nổi lên tiếng náo động rầm rĩ thiên đế trong một ngày chém liên tiếp bảy đại cổ hoàng điều này giống như truyền thuyết thần thoại ai có thể luận bàn cùng đây để cho người ta cùng rung động hơn ta. Bất tử thiên hoàng biến mất muôn đời lại xuất hiện, chiến với thiên đế. Đây là tái hiện tiền chiến, khiến cho người ta sợn tóc gáy. Sau đó lại là chiến huyết rôi trào. Một trận chiến kết thúc, thế gian không yên. Các tộc mang nỗi lòng phức tạp, nhất là các cường tộc kính bái bất tử thiên hoàng, có một loại nỗi lòng khó tả khôn xiết, nói không nên đợi mà phần nhiều tất cả mọi người đang kêu gọi tên của thiên đế. Với thân thể tuổi già, chỉ đến từng bước này, ngăn cách phi tiền bộc, bước lùi thiên hoàng, dĩ nhiên là chiến tích huy hoàng nhất, không người nào có thể sánh bằng. Thiên đình sớm xuất động, vô số thiền bình thiền tướng như bầy đen trên trời, vây quanh phiến tinh vực này, thủ hộ thiên đế, chờ đợi hắn tân sinh. Mặc dù là ở bên ngoài đều đồn đại, thiên đế tới lúc tuổi già, dĩ nhiên sinh bệnh không còn nhiều, không bao giờ có thể sống tiếp nữa, nhưng trung tiền bình thiên tướng lại thủy chung không muốn chấp nhận. Họ đều cho rằng thiên tế sẽ không rời thế gian. Chính là mỗi người đều mang theo vẻ âu lo, Tuy rằng khó có thể chấp nhận hiện trạng, nhưng lại thật sự xảy ra trước mắt. Thiên đệ uy hiếp chín tầng trời, mười tầng đất, khó cầu một lần bại, thật sự sắp tỏa hóa rồi. Cổ Quáng Thái Sơ ở trong trận chiến đó đã bại lộ ở thế gian. Từ Tùng liền đi rời tới. Bên trong toàn bộ là thái sơ mệnh thạch, sinh khí mênh bông. Diệp Phạm đi vào, dựa vào nơi nghịch tiên này mà tu dưỡng. Suốt nửa tháng, trạng thái của Diệp Phạm Thủy Trung không thay đổi, chỉ duy trì trong tình trạng sắp chết kia. Sự tồn vốn đã chết đi, những ý chí của người kiên định lại mạnh mẽ hóa sinh ra một chút tiên tinh, bảo vệ thế thần này. Hơn đỡ cổ quán thái sơ vẫn là có một chút tác dụng ta nhất định phải nghĩ biện pháp trợ giúp sư tôn nghịch chuyển vận mệnh. Tiêu Tùng ảm đạm, sau khi suy nghĩ, liền cõng Diệp Phạm trên lưng, trong nháy mắt, xé rách hư không. Từ một ngày này biến mất khỏi thế gian, không còn có người nào biết bọn họ đi đâu. Địa cầu, trong tiên sơn côn lôn, xuất hiện thân ảnh bọn họ. Tiêu Tùng lưng cõng Diệp phàm đi tới thành tiên địa. Đây là địa phương dựng dục cái đỉnh đồng xanh. Suốt 10 năm, bọn họ ngăn cách với thế gian, ở bên ngoài đều tồn đãi rằng thiền đế đã chết kết thúc một đời vô cùng huy hoàng mà lại truyền kỳ của hắn đáng tiếc thiền đế cứ như vậy lìa đời khiến người ta tiếc nuối không có thể nhìn thấy hắn với thân thể trẻ tuổi tiến hành một trận chiến đỉnh phong với thiền hoàng bất tử thiền hoàng quả thực đáng sợ hắn rốt cuộc là dùng biện pháp gì mà còn sống ở niên đại cường thịnh chẳng lẽ bởi bên kia phi tiên bộc có vật chất trường sinh thiên hoàng thực lực thật sự nghịch thiên, đáng tiếc cho thiên đế. Cồn đồn tiên khí bốc hơi, lưu quang tràn đầy màu sắc, khi trời sương mù đượn lờ giống như tiền cảnh. Tiểu tùng dùng đại pháp lực kích hoạt nơi đây, làm cho cả vạn tòa long thủ phong một lần nữa phun ra nước miếng, tụ lại trong thành tiên trì. Màn sương bởi năm nay, Diệp Phong ngồi xếp bằng trong thành tiên trì, thủy trùng không nhúc nhích. Nước từ miệng rồng kia tụ lại, làm dịu thân thể, duy trì cho hắn không chuyển biến xấu, tạm bảo vệ hắn có trạng thái bình thường. Nếu muốn Trần Chính sống lại, còn phải dựa vào chính hắn. Ở bên ngoài hết thảy đều vô dụng, bởi vì hắn đã một lần dựa vào thần dược sống trong một đời, nên hiện giờ thần dược kéo dài trường sinh đã mất đi công hiệu. Mười năm nay, Tiêu Tùng đã nghĩ hết biện pháp, lại lấy ra một đoạn ngắn phi tiên bộc trong cái đỉnh của Diệp Phạm kia, tình nghiền loại vật chất trường sinh ở trên con đường này cuối cùng không có tìm ra biện pháp cứu mạng, nhưng thật ra làm cho đạo hạnh của hắn vô hình trung tăng lên. Lại trôi qua ba năm nữa, Tiểu Tùng đưa cô bé tới Côn Lôn. Lần này cô bé ngủ tới ba ngàn năm, vừa mới thức tỉnh, nhìn thấy tình trạng của Diệp phàm như vậy, lập tức thương tâm khóc lớn. Đại ca ca, tỉnh lại đi nha. Diệp phàm cố hết sức mở to mắt nói. Bé đừng khóc, đại ca ca không có việc gì đâu. Cô bé không ngừng rời lệ, tiểu tùng đưa nước mắt của cô bé toàn bộ cho vào thành tiên trì nhưng không có hiệu quả gì bởi vì diệp phàm đã là tiên đế thế gian này thứ có thể nghịch thiên cải mệnh cho hắn gần như đã, đã không có đại ca 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 ăn bé đi nhất định có thể sống sót cô bé rồi lại nói ra như vậy không ngừng rời lệ thoạt nhìn cô bé chỉ có hai ba tuổi chỉ năn nỉ thiên đế tóc trắng xóa sắp đi tới trùng điểm của sinh bệnh ăn luôn chính mình thoạt nhìn rất quái lạ nhưng lại khiến người ta ở đây trong lòng càng thêm đau thương. Ngay cả Diệp Phạm đều cay cay cái mũi, trong lòng nổi lên gợn sóng, lau đi nước mắt cho cô bé rồi nói. Bé ngoan lắm, không cần nghĩ nhiều đâu, đại ca ca không muốn chết, ngay cả ông trời đều không thu được ta đâu. Bé không muốn đại ca ca chết đi đâu. Cô bé hai mắt đẫm lệ mở đi, đáng thương mà nói. Yên tâm, ta nhất định phải sống sót mà. Diệp Phạm đáp lại. Trên thực tế, động nhân đại đế ở dưới vực sâu cấm địa thái cổ đã xảy ra lột xác thần bí, ảnh hưởng nghiêm trọng tới cô bé. Nên lúc này, cô bé không tỉnh được thời gian bao lâu, liền lại hôn mê, rơi vào ngủ say. Tiểu Tùng mang nàng rời đi đi, ai cũng không được tới gần, ta muốn tĩnh tâm bởi năm. Diệp Phạm ánh mắt đột nhiên kiên định lên, phần phó như vậy. Sư phụ à, Tiểu Tùng run sợ. Yên tâm đi, ta dường như đã hiểu rồi tuy rằng tiên tinh ở trong cơ thể chỉ có một chút nhưng cũng đủ rồi ta có thể niết bàn bước ra một bước kia diệp phàm nói hắn cảm ứng được một chút tiên tinh mà mười mấy năm nay quanh quẩn một chỗ ở kề cận cái chết cũng giúp hắn tìm hiểu ra càng nhiều muốn sống trong một đời mới niết bàn thăng hoa chính là phải thành lập ở trên dạng phế tích này tiêu tùng mang theo cô bé rời đi sau một ngày ấy diệp phàm càng ngày tự do ở giữa sinh và tử hắn nghĩ tới tuyệt cảnh của bạch y thần vương năm đó, nhận lại bệnh trạng luôn quên đi quá khứ của tiểu tam và lại suy nghĩ đến năm xưa tự tay thăm dò quản thừa rồi thu hoạch của kim ô đại đế. Năm tháng mất đi, thành tiên trì có dạng như cuống rốn bảo trì cho Diệp Phàm ở loại trạng thái kỳ dị, không sinh không diệt này, tranh thủ thời gian quý giá nhất cho hắn. Không cần tới 10 năm, chỉ bảy năm sau, địa phương này huyết khí ngập trời, sò xuyên qua trời cao, kinh động tất cả sinh linh vạn vực vũ trụ. Lúc này, ở bên ngoài đều đồn đại, thiên đế đã tọa hóa, thế gian không còn hắn nữa. Nhưng hôm nay, mọi người đều bị kinh động và sợ hãi. Vạn đạo mờ mịt kia đều đang gào thét, toàn bộ thần phục, mà các cường giả trong vũ trụ, bất kể cách từ rất xa đều sợ run, không kiềm nổi phải dập đầu. Mọi người đều từ xa nhìn về chung một hướng, bất kể xa cỡ nào, mặc dù vượt qua vô số tinh hệ cũng đều thấy được mảnh nhỏ thời gian lao ra, nhìn thấy một bức kỳ cảnh khiếp sợ muôn đời. Huyết khí mở mịt ngập trời, thiên đế tái hiện, chậm rãi đứng lên, ở trong niết bàn tái sinh, một lần nữa quật khởi, huyết khí tràn đầy như biển và sinh cơ cường đại. Đó là thiên đế tuổi còn trẻ, chỉ có chừng 20 tuổi, tóc đen như thác nước, tung bay tự nhiên ở trên cơ thể trong suốt. Hắn đứng sừng sững ở trên phòng trời mênh mông, nhìn xuống vạn vật sinh linh